Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quyền lực tướng Tô tới đầu, đạp gãy 3 tầng luật đến phó thủ tướng cũng phải sợ Cũng như bao lâu này, khi người dân đấu với chính quyền thì họ chỉ có thể bám víu vào luật Bởi ngoài luật thì dân không còn điểm tựa nào khác Trong khi đó, nhà nước thì lại viên vào quyền lực và bất chấp pháp luật Như vậy là người dân bám vào thứ mà nhà nước đang trả đạp để mà đòi quyền lợi cho nên hầu như kết quả cuối cùng là người dân luôn bị thua. Người dân không biết kêu cứu cơ quan nào ngoài việc Trương Băng Dôn cầu cứu dư luận. Vào hồi năm 2017, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ nói rằng Chúng ta sai, chúng ta xin lỗi. Dân sai, dân chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây là câu nói thể hiện bản chất của chế độ. Chế độ này chỉ xem pháp luật là công cụ để mà trị dân, chứ không xem là khuôn khổ buộc cả dân và nhà nước cùng phải tuân thủ. Người xưa có câu thượng bất chính hạ tất loạn. Một khi thượng tầng chính trị bất chính thì bên dưới làm sao có kỷ cương cho được. Hãy xem cách ứng xử của ông Nguyễn Phú Trọng với quyền lực thì thấy rất rõ. Ông dùng luật như là một công cụ làm lợi cho ông dù đấy là luật của đảng. Chính ông đã đặt ra giới hạn tuổi rồi cũng chính ông nghĩ ra suất đặc biệt để bản thân không bị dính vào quy định về giới hạn tuổi và cả giới hạn nhiệm kỳ mà các đồng chí của ông đã đặt ra trước đó. Đặt ra luật đó rồi lại trà đạp lên thì bên dưới làm sao có được tinh thần thượng tôn pháp luật cho được. Trong quyết định mở rộng trụ sở tại 44 Ít Kiều, quận Hoàn Kiếm của Bộ Công an, ông Tô Lâm đã trà đạp lên 3 tầng luật. Thứ nhất, ông trà đạp lên hiến pháp Thứ nhì, ông trả đạp lên luật pháp và thứ ba, ông trả đạp lên quyết định của thủ tướng. Với vũ khí tận răng thế này mà đạp lên luật pháp thì dân biết cầu cứu ai đây? Tại khoản 3 điều 54 hiến pháp năm 2013 quy định như sau: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng việc thu hồi phải được công khai minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật. Việc thu hồi đất kiểu đánh úp khiến dân trở tay không kịp là cách làm không minh bạch. Đồng thời, việc mở rộng trụ sở 44 ít kiêu là không cần thiết bởi Bộ Công an đang có trụ sở rất lớn ở số 47 Phạm Văn Đồng mới được đưa vào sử dụng năm 2010. Theo khoản 5, điều 8, luật thủ đô có quy định như sau. Việc lập và thực hiện quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc công khai, đồng bộ, ổn định, lâu dài. Điều luật này quy định từ khoản 3 điều 54 hiến pháp, nên khi ông Tô Lâm cho trả đạp lên hiến pháp cũng có nghĩa là ông đã trả đạp lên luật thủ đô. Còn theo điểm a khoản 5 điều 1 của quyết định số 1259 do Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ký ngày 26 tháng 7 năm 2011 có quy định như sau: Sắp xếp, nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang và giữ quỹ đất hiện trong khu vực an ninh quốc phòng theo quy hoạch chuyên ngành an ninh quốc phòng. Việc cho Bộ Công an mở rộng trụ sở 44S Kiều là không giữ quỹ đất hiện trạng trong khu vực an ninh quốc phòng theo quy hoạch chuyên ngành của an ninh quốc phòng. Thông thường, nếu hiến pháp, luật pháp và các văn bản dưới luật đá nhau thì khi thực hiện chính sách, người ta có thể lợi dụng kẽ hở mà chui qua khe cửa hẹp. Tuy nhiên, với trường hợp thu hồi đất của dân để mở rộng trụ sở 44 ít kiêu của Bộ Công an Việt Nam thì cả ba tầng luật này đều chặn lại, không có cái hở nào để mà lách qua. Vậy mà Bộ Công an lại ngang nhiên đạp đổ cả ba tầng luật, quyết tấn công vào những khu đất mà người dân đang yên ổn làm anh sinh sống bấy lâu này. Văn bản cầu thả của ông Trần Hồng Hà Vào ngày 9 tháng 5, ông Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 35 phê duyệt quyết định đầu tư dự án này đây là văn bản được ký với mục đích làm vừa lòng tô lâm là chính bởi về hình thức văn bản này cực kỳ cầu thả bao gồm cả lỗi đánh máy thiếu chữ trong phần trích lục quyết định không nêu chỉ giới mốc giới thu hồi đất không có chữ ký của phó thủ tướng trần hồng hà cũng không có dấu của chính phủ ông tô lâm quả là đáng sợ đạp gãy ba tầng luật và khiến cho trần hồng hà phải ký một văn bản trái luật để mà ủng hộ hành động cướp đất của dân do Bộ Công an khởi xướng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Quyền lực tướng Tô tới đầu, đạp gãy 3 tầng luật đến Phó Thủ tướng cũng phải sợ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo chấm đề kinh tế đột quỵ khúc ruột ngàn dặm ra tay cứu thủ tướng chém gió thành tích ảo mới ngày 29 tháng 10 ông Phạm Minh Chính đã nổ về thành tích chống dịch là thành công thể hiện tinh thần bản lĩnh trí tuệ bất chấp sự thật về vụ bê bối chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á phơi bày ra đấy với vị thế chính trị đang vững ông Phạm Minh Chính bất chấp lương tâm nói lời ngược ngạo để mà tự ca ngợi chính mình. Vào ngày 4 tháng 11, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023, ông Phạm Minh Chính lại một lần nữa làm công tác tuyên giáo thay vì giữ vai trò hoạch định chính sách. Tại cuộc họp này, ông Chính một lần nữa nổ với những thành quả tốt đẹp trong năm 2023 sắp qua và vẽ ra kế hoạch cho năm 2024 sắp tới. Ông Chính có nói, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu năm 2023, tạo đà thuận lợi cho năm 2024. Đây là những gì ông Thủ tướng chém gió. Năm nào cũng như thế, chính sách lớn nhất của chính phủ là chính sách tài khóa. Trong chính sách tài khóa, ông Thủ tướng sẽ chỉ đạo các bộ, ban ngành thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Được biết, chính sách tiền tệ bơm hút tiền qua hệ thống ngân hàng và các thị trường tiền tệ khác tuy chính sách nào cũng có độ trễ nhưng hiệu quả của chính sách tiền tệ vẫn là nhanh so với chính sách tài khoá nó được xem là liều thuốc cấp cứu cho nền kinh tế rất hiệu quả tuy nhiên ngoài chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước thì nền kinh tế còn phụ thuộc vào chính sách tài khoá do thủ tướng chính phủ thực hiện nếu chính sách tài khoá mà không triển khai hiệu quả thì sẽ tạo ra mâu thuẫn với chính sách tiền tệ làm cho tính hiệu quả của cả hai chính sách đều giảm đi đó là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nền kinh tế của Việt Nam đã trở nên ẻo uột, không thể khá lên được. Bỏ qua những lời ông Phạm Minh Chính tung hồ, hãy đi vào thực tế được đăng tải từ báo chí trong nước thì sẽ rõ thực hư bức tranh của nền kinh tế Việt Nam và thực hư về năng lực điều hành nền kinh tế của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là những gì ông Chính làm được. Vào ngày 4 tháng 11, tờ báo Kinh tế Sài Gòn cho biết giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng chỉ đạt 52% kế hoạch. Năm 2023 đã đi qua tới 83% đoạn đường, mà vốn đầu tư công chỉ giới giải ngân được có 52%. Điều này cho thấy bộ máy chính phủ đang rất tệ hại. Xã hội cần vốn, cần việc làm để kích cầu nền kinh tế mà tiền thì cứ bị nghẽn lại, thì kinh tế làm sao phát triển cho nổi hãy quên đi những con số tăng trưởng có cánh. Người Sài Gòn hãy dạo vòng quanh các thành phố sẽ thấy kinh tế tiêu điều như thế nào. Đường Lê Lợi, quận 1, thời có tiền cũng chưa chắc thuê được, thì nay điều hưu khách trả mặt bằng hàng loạt vì kinh doanh không hiệu quả. Nhiều khu vực khác cũng tương tự như thế. Đấy là hình ảnh thực tế đang diễn ra khắp nơi nơi. Năm nay có khả năng kiều hối về Việt Nam lên đến 20 tỷ đô la Mỹ. Nếu trừ đi thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, một số chuyên gia ước tính mức sinh lời của nền kinh tế thuần Việt Nam thua rất xa lượng kiều hối gửi về. Lượng kiều hối tương đương với 5% GDP mà có thể tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 không đạt được tới mức này. Vậy thì nếu tách bỏ khối FDI ra nền kinh tế của Việt Nam thì lại có thể kiếm ra một lượng tiền bằng lượng kiều hối cho được. Cho nên có người nhận xét, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 đã bị đột quỵ, nhưng nhờ khúc ruột ngàn dặm đưa tay ra cứu giúp. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính như cái thủng rỗng thì kêu rất to. Nền kinh tế Việt Nam đang sống nhờ vào kiều hối và vốn FDI, cả hai nguồn vốn này hầu như chịu tác động rất ít bởi chính sách của chính phủ. Khả năng điều hành kinh tế đất nước của ông Phạm Minh Chính như thế nào thì cần phải quan sát thực tế. Không nên đánh giá qua những con số mà chính quyền thông báo bởi nó không phản ánh đúng với thực tế. Cho nên câu nói đừng nghe những gì Cộng sản nói mới thành chân lý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo d với bản tin Kinh tế đột quỵ, khúc ruột ngàn dặm, ra tay cứu thủ tướng chém gió thành tích ảo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa thời báo.d